Làm sao đây chơi luôn, không đánh ốc sần khít đó. Tranh ngồi à? Lúc ở Hiếu bị phế rồi. Bỏ luôn. Cho tớ mua.
Mời anh em nhá. Ôi, nhóm cặp dưa là Master Việt Nam rồi. Là đâu? Master Việt Nam xuất chiếu. Và Sài Gòn phải quảng cáo mới được. Đấy đường đi. Đừng vui đấy. Anh đi nghe buồn gì đấy, hổ đây nó. Thắng đi, thắng đi. Không một làm gì cả. Sợ gì mà nó. Anh Long đi. Em chờ anh như nào. Thế này. Ok. Bật dây rồi. Đã lên sân rồi em ơi. Ăn chè ở dưới để cho anh em chờ tí. Chú bảy tập trung trả lời.